second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Hiện tại chúng tôi yêu cầu 6 hàng, chúng tôi đã nhìn ra khoảng 9 hàng thưa quý anh chị. 4 3 2 và 1. Xin mời tất cả quý anh chị. Cảm ơn ban nhạc 36 độ 5 rất nhiều. Chúng tôi xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng quay hàng à. Hiện tại tôi đã nhìn thấy được 6 hàng rồi và chúng ta hãy tự điểm danh giùm em nhanh chóng lên nào chị ơi. Vâng, la lớn lên cho đồng đội mình nghe nào. Không có khoảng cách anh chị nha. Số 1 ơi. Vâng, xin mời số 1 bước ra đứng hàng riêng giùm em ạ. Mày này, được chưa ạ? Số 1 là đứng một hàng nha. Số 1 đứng một hàng riêng ạ. Đúng rồi, đứng một hàng vô luôn. Một hàng dọc luôn. Xin mời một bạn hướng dẫn viên chúng ta cùng bước ra. Để... số 3 luôn ạ. Như thành viên số 6, anh chị còn lại một đội đứng cái bên số 5 đi ạ. Rồi, xong chưa? Dạ, giao hàng. Vâng, ở đây là 6 đội chơi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời tất cả đội hình từ đội số 1 tới đội số 6 chúng ta bước sang trái. 4 bước bước. 1, 2, 3, 4, dọc. Rồi, xin mời người phía sau đặt tay lên vai người phía trước. Dạ, hưởng thôi. Xin mời người đứng đầu hãy khoanh tay lại giùm em ạ. Dạ, chân dang rộng ra, không chưa? Rồi, xong chưa chị? Dang rộng ra chưa? Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Mình bớp, bớp, bớp là mình bớp, bớp, bớp. Mình đấm, đấm, đấm là mình đấm, đấm, đấm. Mình xoa, xoa, xoa là mình xoa, xoa. Đã chưa? Mình đấm, đấm, đấm là mình đấm, đấm, đấm. Mình bớp, bớp, bớp là mình bớp, bớp, bớp. Mình xoa, xoa, xoa là mình xoa. Rỡ hoặc họ sẽ đưa chúng ta đến một kết quả không hề mong muốn. Nếu như họ đưa chúng ta chiến thắng, ta hãy tung hô họ như những người hùng nữa mà. Nếu như họ đưa chúng ta đến thất bại thì chúng ta cứ vẫn xem họ như người hùng. Bởi vì đôi khi có những sự sai sót trong lãnh đạo, những người đội trưởng không thể tránh khỏi được. Một tràng vỗ tay cho 6 đội trưởng thưa quý vị. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời 6 đội trưởng về họp đội góc trong vòng 30 giây. Chọn cho từ chưa. Có lệnh của ban tổ chức cái đã. Dạ. Chọn cho từ mỗi đội một cái tên đội thật ấn tượng với chủ đề là biển cả thưa quý anh chị và một câu slogan gắn với cái tên đó. Thí dụ như anh chị đặt tên là Dông Bão chẳng hạn, anh chị nó gặp là Cuốn Sạch chẳng hạn, được không ạ? Vâng, xin mời các đội và cái tên này với tiêu chí một là mạnh mẽ, hai là có thể đè bẹp đội kế bên, được chưa? Vâng, xin mời 6 đội chơi chọn tên đội bắt đầu. Vâng. Gì đội màn đặt đi. Dạ, đội của em tên là đội sóng thần với slogan là cuốn trôi tất cả. Vâng, đội sóng thần với slogan là
Chúng chơi tất cả, khi tường hô tên đội có chữ ơi thì quý vị là ơi thật lớn. Khi tường hô tên đội không có chữ ơi thì chúng ta hô luôn cái thật lớn được không ạ? Sống thần ơi! Nhỏ quá, sống thần ơi! Sống thần! Chúng chơi tất cả! Con mình đội trưởng là hàng lên. Sống thần! Chúng chơi tất cả! Bỏ luôn đi. Con xin mời đội trưởng số 5 có lên xuống chưa? Vâng, đội em tên là đội gì ạ? À, kính thưa tất cả các bạn, hôm nay đội số 5 sẽ mang tên là... là Bảo Nguyễn. Quá dữ. Cái câu lưu anh là mình thích ai cản. Cảm ơn tất cả mọi người. Hả? Mình thích là mình quét. Ai cản mình quét. Ai cản mình quét luôn. Ai cản mình quét. Mấy đội kia nghe chưa? Nhớ dìm nha. Nghe chưa? Chuẩn bị nè. Đội Bảo Nguyễn ơi. Bảo Nguyễn. Lưu anh đâu? Bảo Nguyễn. Đó là một cái lỗi của câu lưu ganh quá dài. Làm lại là cho cơ hội cuối cùng nè. Bảo Biển mình quét. Đội gì nữa? Ai cản mình quét. Không ra được chứ quý chị. Xin mời đội số 4 tay bước lên phía chưa? Vâng. Đội số 4 là tên là Quân Phong. Quân Phong. Quân Phong. Quân Phong. Đội này Cuồng Phong, một cái tên vô cùng khủng khiếp thưa quý anh chị. Đội Cuồng Phong Bích luôn anh là tàn sát. Dễ đọc, dễ nhớ, dễ nghe luôn hả? Mà nghe nó cuối cùng lạnh gái chứ mấy nàng. Cuồng Phong ơi! Cuồng Phong! Cuồng Phong! Cuồng Phong! Hai đội kia bên né xa ra. Đội số 3 tên là Lốc Xoáy. Lốc Xoáy. Xoáy xoáy xoáy. Xoay sẵn sẵn. Vũ ơi!
giành chiến thắng đó chính là đội Bảo Biển. Bảo Biển. Và phần thưởng của đội Bảo Biển là gì? Đội Bảo Biển được quyền lên chọn một màu cờ đội đi chọn đi anh. Màu đi. Có rồi, màu đỏ thôi quý anh chị, màu có sự quyết thắng. Đội số 2 chúng tôi nhận thấy kéo của số chúng tôi ấn tượng là đội của Tường đứng quý anh chị, Tường điểm kỹ lắm nha. Đội Cá Mập được quyền lên chọn cả đội chỗ đi anh. Quý anh chị, đúng màu da của Cá Mập luôn. Chúng tôi xin mời đội Cồn Phong lên chọn. Anh hết cơ hội đổi rồi, ôi lụm anh. Dạ, rồi. Chúng tôi xin mời đội, chúc mừng đội. Nên lấy anh còn lại đó. Sao giờ? Sau đây chúng tôi sẽ gửi cho mỗi đội chúng ta một hộp dụng cụ. Thưa quý chị, mang lên đây, mang lên đây, mang lên đây, mang lên đây. Vâng. Xin mời đội trưởng hãy cử một đội viên đẹp gái mạnh mẽ để nhận đồ. Dạ. Formosa tràn ra nên cá nó bị bột đột biến khá nhiều. Chúng tôi nhìn khá giống con thằng lằn thưa quý chị. Vâng, đừng lại nữa, chúng ta mang cờ đó anh chị ơi, mang cờ trưng bày đâu. Vâng. Có một đội mang tên là đội lốc xoáy thưa quý chị, lá cờ chúng tôi nhận định là một lá cờ vô cùng ấn tượng. Chéo, nhưng mà đầu lâu này đang mỉm miệng cười với mình thưa quý chị. Có nghĩa là không hề nguy hiểm chút nào. Họ để slogan phía dưới là tàn sát thưa quý chị. Và đây là một lá cờ tường cho là thuộc trường phái của Picasso. Trừu tượng. Cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đó không ạ? Và có hai đao phía dưới là gì ạ? À, sóng biển đó hả? Con khu mực kia là con cá chết. Con cá chết ở chạy đó, anh gói con gì em tin con đó. Đây là loài cá chết cùng đặc biệt, có đầu rời ra khỏi thân thưa quý anh chị, đuôi hình tam giác. Rất ngon và rất ấn tượng. Và còn một lá cờ nữa đâu rồi? À đây, đây, lá cờ cuối cùng thưa quý anh chị. Bùa Thái Hằng. Bùa yêu. Đội Cá Mập. Ở đội Cá Mập thưa quý anh chị. À Cá Mập. À anh đang diễn Cá Mập anh chị ơi. Cá Mập cái đầu nó tròn cái hầm răng vậy ạ. Căng ra cho dưới coi anh. Mình xô hàng ra coi. Căng ra. Cá Mập đó thấy chưa anh chị, tưởng tượng được chưa? Phải cố gắng tưởng tượng ra. Hại não xíu. Ok, hại não xíu. Cơ mình đâu mình dơ lên mình đưa lên nào. Yeah. Hey. Một số thành viên đang ngồi núp nắng bên trong. Xin chị nghe chụp hình đã chạy ra đi chụp hình ké. Xong chưa ạ? Chạy ta chào em nào. Hey. Hey. Đường đó quá đẹp. Quá xuất sắc của anh chị. Anh chị chuẩn bị bắn tim cho em. Tim đâu. Bắn tim. Hai tay mới bắn được. Xong chưa? Vô. Một tay ba chấp. Ok, có bao nhạc đội nào về đội đó? Đội nào về đội đó thưa anh chị? Vâng. Nhanh nhất cộng được 5 điểm.
6 người cầm thanh tre, có nghĩa là 2 người cầm một cây như như thế này, chúng ta xếp thành một cái cầu thang anh chị ha. Rồi. Rồi, nhưng mà từ điểm A tới điểm B á, cái cầu thang này nó không có đủ độ dài. Rồi. Thì sao ạ? Nói thấy ghép người cuối cùng chạy lên cái sao chạy cuốn chiếu lên nè. Rồi, người sao chạy cuốn chiếu lên được mà. Rồi, mình sẽ có nhiệm vụ vận chuyển 5 người từ điểm A tới tới điểm B. Rồi. Tới ngay điểm B để giờ nhảy qua khỏi khung thành của mình. Coi như thắng. Dạ. Anh chị lưu ý cầu thang cuốn chiếu chứ không phải là khiêng người trên cầu thang bỏ chạy anh chị nha. Trò chơi nãy các đội trưởng cho ta chơi ăn gian, người ta đá banh, bộ sao đựng chỉ. Không không, đội đội đèn chúng phải. Thế vậy nhưng mà ban đầu đó không không đừng đừng tràn lên 5 đội nữa. Năm đội nào thủ động của ngươi ạ. Thủ động nhau quá vô biên. Ok, anh chị nhớ nha. Rồi bây giờ mỗi đội chúng ta sẽ nhận được một bộ cầu thang à. Mang cầu thang đi. Là dư 5 người thôi phải không? Dư 5 người. Thử nha, cầu thang quay về tới điểm A để vận chuyển tiếp một người thứ hai. Rồi, vậy 5 người đi nha. Rồi, mỗi đội chúng ta có 5 cái cây vậy. 8 cây 2 4 6 7 8 rồi. Mỗi đội nhận một bộ mang về đội mình họp gấp, họp gấp anh chị. Xong chưa? Xem cho nó chưa ạ? Mấy đứa một người đi. Rồi đây. Mấy người nam mình á, hai người hai tay hai cây nè. Ta chiến thắng nha. Đội nào nghe không kỹ chơi thua cấm kiện được chưa hả? Rồi lưu ý nè, mỗi đội chúng ta cử 16 người cầm thanh tre, có nghĩa là 2 người cầm thanh được chưa hả? Mỗi đội có nhiệm vụ vận chuyển 5 người, một lần chỉ vận chuyển một người thôi. Từ điểm A là chỗ anh chị đang đứng được chưa hả? Tới điểm B người đó nhảy qua khỏi khung lưới coi như là được một người. Sau đó cả đội hình quay về điểm A vận chuyển người thứ hai. Chúng ta không cầm cầu thang chạy, chị hiểu được chưa ạ? Chúng ta chỉ cuốn chiếu thôi, phía sau đổi lên phía trước. Hiểu được chơi chưa? Các trọng tài hãy mở một trọng tài quan sát một đội giùm em ạ. Toàn lại quan sát một đội toàn. Chào mừng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chơi. Đội vàng cũng thấy, đội đỏ cũng thấy, à, đội đỏ mặt đen lên, lên đi lại lẻ ra Cô lên, cô lên. Đúng rồi, chỗ này là cái trọng tâm.
đến từ đội sau đột tuyến của anh chị. Họ đang chậm dần theo thời gian của anh chị. Đối lên của chúng ta là chị luôn. Vâng, đội con đã nỗ lực hơn nữa. Đội con đã nỗ lực hơn nữa. Was it all in my fantasy? Where are you now?
that you got, girl. You give me my new thing. The way that you move makes me go crazy. Now drop, girl. You give me my new thing. Thank you.
Like that.
chìm sâu. Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lại trôi giữa bầu trời. Màn đêm che giấu, từng gặp tôi khuôn lấp phía sau bờ môi. Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ. Nhắm mắt ở thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mông lung như một trò đùa, anh xin ra tay rồi lôi thôi. Chắc là bây giờ đây.
Đây, team hai thành viên nữa bao gồm cả đội trưởng và mỗi đội ba người để cùng tham dự một chương trình vô cùng đặc sắc trong sân khấu buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi đã nhìn thấy đội trưởng của đội đỏ, thưa quý chị rất nhiệt tình rồi. Các đội còn lại đang ở đâu? Hey, và chúng tôi xin mời năm đội còn lại là đội đỏ ơi. Và một hết giờ. Chúng tôi sẽ bonus thêm cho 3 giây nữa. 3, 2, 1 rưỡi, 1, hết giờ, vâng, điểm danh nha. Đủ 3 người. Cuồng Phong ơi! Được 3 người, quá yếu. Bảo Biển ơi! Nó quá dữ. Cá Mập ơi! Nó quá dữ. Hai đội này mạnh mẽ nhất chưa chắc? Dạ. Phần chơi này chúng ta phải cảm ơn quý anh chị. Vâng, xin mời tất cả quý chị chúng ta hãy cùng làm theo những động tác sau đây, anh chị làm luôn nha. Và tôi thông báo đội nào nhảy mà được đánh giá đẹp nhất của thành viên ở dưới là nhận được 3 cái ba lô. Được chưa? Đơn giản không ạ? Yeah. Vâng, chuẩn bị. Động tác đầu tiên xin mời tất cả quý chị dưới chúng ta cùng hòa nhập làm theo cho vui ạ. Tất cả chúng ta tay đâu? Hai tay luôn, tay đâu? Rồi, để tay nguyên chấm các đầu ngón tay lại. Xong chưa? Động tác đầu tiên bóp 4 cái, chuẩn bị 1, 2, 3, 4, dễ không ạ? Động tác thứ hai, hai tay kẹp vô cánh dúi vô. Nhịp 4 cái, 2, 3, 4, dễ không ạ? Động tác thứ ba, hai tay chống không ạ? Lắc 4 cái, trái phải nha. 3, 2, 3, 4, dữ không ạ? Động tác cuối cùng, giơ tay 4 cái, 4, 2, 3, 4. Quý vị bên dưới đã nhớ 4 động tác chưa ạ? Ở trên sân khấu, các vũ công đã nhớ chưa ạ? Nhớ nha, thắng là ba lô nha. Chuẩn bị, tay đâu? Chuẩn bị, đếm 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 Ok, tất cả quý chị ta đã nhảy rất đẹp rồi. Sau đây chúng tôi sẽ ghép nhạc vào. Xin mời quý chị ta đến với ca khúc mang tên Chicken Dance thưa quý chị. Điệu nhảy của những chú gà. Chuẩn bị nè. Tay đâu, chuẩn bị luôn anh chị ơi. Thành viên nhảy bạo lực nhất là thành viên đang đứng bên phía tay trái ở đây à, thưa quý anh chị. Giao lưu chậm hai, quay đại bàn, quay luôn à, quay luôn chị ơi, quay nào. Hey. Rồi chúng tôi xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý anh chị đang tắt một đôi tay thật đồng diện thưa quý anh chị. Bây giờ tới chấm điểm nha. Đội này bao nhiêu chúng ta chấm điểm bằng tràng vỗ tay nha. Đội nào nhận được nhiều tràng vỗ tay nhất đội đó thắng rồi. Còn đội anh không. Xong tới đội này ba người thôi, cho tới ba người rồi. Đây đội cá mập quý anh chị. Cá mập là hô slogan thật lớn nha. Cá mập. Tưởng đâu dịch chứ. Cá mập bao nhiêu điểm? Còn đội anh không. Có thêm sự phụ họa của ba anh nữa. Vâng, đây là đội gì đây ạ? À? Đội Bảo Biển anh chị ơi, chuẩn bị nha. Bảo Biển bao nhiêu điểm? Có vẻ Bảo Biển tỏ ra mèo hơn hai đội còn lại. Tôi sẽ tiếp tục qua đội thứ tư. Đội này là đội gì ạ? À? Sông Tần bao nhiêu điểm ạ? À? Có gì đâu anh ngạc nhiên. Ít thiệt. Đội anh tôi nghĩ là đội nặng ký nhất, được không ạ? À? Mạnh nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Bao nhiêu điểm anh chị? Trời ơi. Đội gì lên lên ạ? Cuồng Phong. Cuồng Phong thưa quý chị, đầu tay cho đồng chí đâu? Dĩ nhiên là đội Cá Mập. Mang ba cái ba lô tặng cho Cuồng Phong. Và mang một phần bánh kẹo nhỏ bé. Không phải, dạ to lớn thưa quý anh chị. Phần bánh kẹo này trị giá 700.000 đồng thưa quý anh chị. Tôi sẽ tặng cho quý anh chị đây. Ba lô thì rẻ thôi, chỉ có 1 triệu một cái. Xin mời quý anh chị nhiều. Và chúng tôi một đầu tay cho tất cả chúng tôi sẽ không ạ. Xin mời quý anh chị chúng ta về nhậu tiếp.
Dạ xong rồi, thua rồi. Dạ. Đội thành viên đã nhận được các ba lô xinh xắn như biết thì hiện tại chúng tôi còn rất nhiều ba lô và rất nhiều phần quà nữa. Và sau đây mời tất cả thành viên có sinh nhật trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 cùng lên sân khấu để cho chúng tôi chúc mừng quý chị đồng bào. Đầu tay tôi vậy quý chị ơi. Happy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 người, 17, 18, 19, 20, 21 người thưa quý chị, 25 người, rất nhiều thành viên có sinh nhật trong 3 tháng này ạ. Hey, vâng, chúng tôi còn 5 giây nữa cho quý chị nhớ lại, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, hiện tại còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, hơn 30 thành viên của quý anh chị. Và chúng tôi xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng tạm dừng. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúng tôi xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc ạ. Vâng. Chuẩn bị chị ạ, ước nha. Ước đi. Chưa. Chưa, chưa. Có ai mà ước mà ngồi mà hát bài ước gì nha. Chúng ta phải nhắm mắt ước đàng hoàng chứ. Nhắm mắt lại à, xong rồi nhắm mắt lại, đừng nhìn em. Ước, rồi, ước cho năm nay con có chồng, ước cho năm nay con trúng việc lót, đủ thứ ước, vâng, đã hết thời gian ước rồi. Xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng đồng lòng thổi bánh kem, ai ở xa thổi tượng trưng, ai ở gần thì thổi mạnh lên, được chưa hả? Tránh phi tiêu làm ướt bánh kem. Chuẩn bị, 3, 2, 1, thổi nào, yeah, trời ơi quá mạnh mẽ, mở đèn ra đi. Và một nghi thức nhỏ hãy cho tôi một nhát cắt thật đẹp cho quý anh chị. Xin chúc mừng sinh nhật của toàn thể quý anh chị chúng ta có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Chúc cho quý anh chị chúng ta vạn sự như ý, hạnh phúc trọn đời và công việc thăng tiến à. Ok, cảm ơn. Cất cái bánh kem này đòn khác mình xài tiếp. Gọi là ba nhóm sinh nhật của quý anh chị, chúng tôi đặt tên. Đây là nhóm sinh nhật tháng 4, nhóm sinh nhật tháng 5, nhóm ấu viên bất kỳ. Dạ, có thể là nhà cải lương, có thể là nhạc sàn, có thể là nhạc thiếu nhi, nhạc nào cũng được. Rồi, xong chưa? Chọn đội chưa? Chọn... Rồi, bây giờ Tường sẽ cho ba anh ra đây sẫm xì giùm em. Anh lên đây, anh lên đây, anh đội trở lên đây. Chọn nguyên còn xong, anh tiếp tục đi. Bao thi đầu, thua, còn hai cái thiếu bao này, vô, khoan, ngừng, dạ. Yeah. Không, không có chơi bằng tay, chơi bằng chân, dạ. Trời ơi! Quê, quê, quê. Lần hai chuẩn bị vô, một cái bài vô đó, tao thua kéo thi cuối. Đội này là đội thi đầu tiên, một cái bốn tiên, hãy cho từ một đoạn nhạc thật đặc biệt. Rồi chưa, rồi dàn đội hình đi, mình có 5 giây dàn đội hình. Dạ, một xíp nè, ai mà đang nói không giao được chơi tiếp. Dạ, đội trưởng bước ra phía trước, bước bước. Dạ, đội trưởng nhảy sao ở dưới chạy y chang như vậy. Chúng ta chấm tiêu chí nhảy giống đội trưởng nhất, có nghĩa là đều nhất và đẹp nhất, độc nhất nữa mà. Tôi bonus thêm một tiêu chí nữa, đội sexy nhất quý chị. Xong chưa? 3, 2, 1, ra đâu! Chúng ta vừa trải qua một kỳ Tết xảy ra ở bên Thái quý chị, chúng ta gọi là Tết Thái nữa. Quá đẹp, quá nhiệt. Đây bàn tay anh ấy, quá điêu luyện giống Trình Ngương Mai Ngân Mèo. Trời bốn lắm kìa, nữ nữ tánh ghê nha. Còn nhạc là còn nhảy, đúng không? Tiếp, Như Lai thường trưởng. Còn chết không? Nữa, trời ơi, bài cũ làm lại, vừa thùng thì nhảy. Đều à, đều à. Quá đẹp, quá đều thưa quý anh chị. Đội này nhảy rất đẳng cấp. Dạ. Bạn ta đấy làm gì vậy? Cho ban nhạc rất nhiều, ban nhạc rất nhiều. Rồi, đưa tay cho đội nhạc tấn đâu à. Rồi, lùi về sau chờ kết quả, lùi sau chờ kết quả nha. Rồi, đội sinh nhật tháng 4 lên làm tiếp. Tiếp tục là nhạc của Campuchia thưa quý anh chị. Nhạc vàng mà nhảy kiểu mua thiếu nhiên thưa quý anh chị. Quá lạ. Hay quá.
đây là điệu nhảy xây bồn truyền thống. Thôi nha, ở bên dưới mất cảm xúc luôn. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn nhạc, chúng tôi xin cảm ơn. Kỳ vậy. Quá nữ tính đúng không chị? Anh ấy đã bộc lộ rõ rồi. Anh ấy đã lộ rồi. Trời đất ơi, đây là điệu nhảy khoe hàng đúng không quý chị? Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Không khí quần anh ấy lại rất mất. Cho tôi xin mời ba đội đứng xa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ có bốn người vỗ tay thôi. Không, bây giờ làm lại đi nha. Làm lại nha. Chấm điểm bằng tràng vỗ tay, không được hú thưa quý anh chị. Quá dữ. Anh em nghĩ anh rớt rồi. Chúng tôi nhìn thấy một nửa góc sân khấu đã ảnh hưởng cho đội anh một tay. Làm sao cho có hình, có dạng, có nghĩa. Thí dụ như con gì ạ? Con mèo. Rồi, người kế bên sẽ dùng từ cuối cùng của người kế bên của mình, được chưa? Để ghép vô làm từ đầu tiên. Thí dụ mèo. Cây gì? Cây chanh. Cây chanh. Chanh gì? Chanh dây. Chanh dây. Dây gì? Dây thun. Thun gì? Thun 1, thun 2, thun 3. Vâng, sau 3 giây đếm mà không có đáp án là bị loại. Vâng, và từ nào khó quá từ sẽ hỏi ý kiến anh chị, chứ từ hỏi ở hay về, quý chị nói cho ở là ở, mà cho về là về, quý chị hiểu được chưa nhá? Đây là cơ hội để chúng ta trả thù lẫn nhau. Bắt đầu là chép vàng. À, hả? Chép vàng. Chép vàng. Chép vàng ở gì hả? Ở gì? Ở rồi. Vàng gì? Vàng ché. Vàng ché. Vàng ché. Được ta? Được hả? Được hả? Ché. Ché gì? Ché 1, ché 2, ché xuống là ché gì trời? Ché chua. À, ché chua, ché chua, ché chua, được rồi ạ? Ở gì ạ? Chua gì? Chua khế. Chua khế. Ở gì? Vậy ta kêu quá nữa. Em đâu muốn đâu, tại người ta. Chồng đây nha. Chết gì? Chết một. Chết chắc. Chết chắc. Chắc gì? Chắc chắn. Chắc chắn. Chắn gì? Chắn một. Chắn rào. Chắn rào. Rào gì? Rào cản. Chắn gì? Chắn một. Chắn hai. Chắn ba. Về đi. Về. Chắn. Ai ở hên quá. Dạ. Sống có đức. Ok. Bắt đầu là từ bên đây. Chị đúng không? Chuẩn bị 1, 2, 3. Trời gì? Trời cao. Cao gì? Cao xanh. Xanh gì? Cao xanh, xanh gì? Xanh mát. Xanh, xanh gì? Xanh mát hả? Xanh 1. Xanh 2. Xanh nước biển. Xanh nước biển. Đây là màu xanh nước biển. Ở chúng tôi nhận thấy khoảng 70% sân khấu chỗ bè hơn trước. Cặp số 5. Cặp số 5. Đau lòng quá. Cặp số 6 này chị thì nở không biết nói. Khi nói lên thì giọng éo éo, vừa nam vừa nữ. Chuẩn bị nha. Chấm điểm nè. Cặp số 6. Mặc dù MC nó nói bồ vô nhưng mà cũng không gỡ được bao nhiêu nhau nhé. Dạ, gậy này để làm kiểu cho đẹp thôi. Dạ. Sao chưa? Xin mời tất cả anh đang tay bước về phía trước. Bước đã, bước về phía trước một bước ạ. Vâng, và Tường sẽ trao cho mỗi thành viên một chiếc hộp bé bé xinh xinh. Vâng, trong chiếc hộp này đựng gì? Kính thưa quý anh chị, mỗi chiếc hộp như thế sẽ có một cái lược cài hình tai thỏ. Các anh phải cài lên tóc. Và chiếc hộp này sẽ được dùng buộc sau mông của các anh. Trên chiếc hộp có một cái lỗ được không ạ? Trong cái lỗ này, trong chiếc hộp này có 5 điểm. Ai giăng 5 trái bóng bàn ra trước, người đó thắng. Thì được chơi. Wow. Hey, mình có 5 giây. Mình có 5 giây. Vô. 10. 9. 8.
quên. Ngừng lại, rồi tôi trái nè. Đây, tới mông này, úi giời ơi, mông đẹp thế. Không còn trái nào, thưa quý vị. Mông này hết luôn. Mông này hết. Ủa, anh thấy hết chưa? Dạ. Còn trái đúng không? Dạ, còn hai trái nữa. Và mông cuối cùng, thưa quý anh chị, vâng, mông này cũng không còn trái nào. Dạ. À, còn ở đây nữa, anh kêu hãy rời mông anh đi. Rồi cho. Okay. Đem ráng rờ coi có cục gì bự bự cha, bự dữ vậy ta. Hết rồi thưa quý chị. Như vậy chúng ta có 3 thành viên làm rớt banh ra. 1, 2 và ai quên mất tiêu rồi, 3. Vâng, 3 người thưa quý chị. À, 4 người. Như vậy anh chị nhìn thấy ai là người đầu tiên làm rớt bóng ra? Anh nào ạ? À? Anh nào ạ? À? Anh Minh đúng không ạ? À? Phải không? Dạ. Anh nào vâng, à, ban tổ chức lên đây thẩm định giùm em. Dạ, ai là người đầu tiên làm rớt bóng? Dạ. Chính là trai đẹp đây thưa quý chị. Một tay lên đi đâu? Mang quà lên đây, dạ mang quà lên đây ạ. Rồi, chúng tôi sẽ trao cho anh món quà nhỏ nhỏ như xin này. Và chúng tôi sẽ gửi cho mấy anh còn lại chiếc tai thỏ và chiếc hộp để làm kỷ niệm sự bơm với anh rất nhiều. Này người và còn hai đội, đội cá mập và đội bảo biển. Cá mập ơi, bảo biển ơi, đội nào về chứ ạ? Đội nào ạ? Lên sân khấu lên luôn. Như vậy đội bảo biển là đội mì gì đó mấy chị? Cá mập rất xuất sắc, rất tuyệt vời. Vâng, và sau đây Tường sẽ tiến hành trao giải cho các đội. Xin mời mang quà tim linh lên đây nhìn Tường ạ. Mang quà. Dạ, trước tiên dạ, tất cả cái phần quà mà bạn ở đây ạ. Lên đây chị ơi. Web trao giải thưởng cho 3 đội có giải khuyến khích cho chương trình. Thưa quý vị, trong gói này khuyến khích đây. Giải khuyến khích ạ. Còn giải khuyến khích đây ạ. Chúng tôi xin chúc mừng giải 3. Giải 3 thuộc đội sống bằng mấy tên đây. Chúng tôi xin gửi cho bảo biển Đức Kỳ Bác Quân một phần quà. Đây ạ. Đây. Và xin chúc mừng đơn kim gia đình. Tôi luôn là cảm giác của mấy đội cá mập. Chúc mừng đồng thể nào phía sau thì dồn sát được. Đây à, xin đây à, xin đây à. Xin đây à. Chúc mừng nha. Xin cảm ơn. Đây chỉ là quà cứng thôi, còn quà mềm nữa. Ta từng nói rồi, chúng ta đã đi một quãng đường rất xa, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng các bóng. Các đội nha, các đội chơi không? Chơi không? Chơi đúng không? Ok. Vâng, xin mời các bạn, các đội chúng ta dùng sao? Hai bước bước. Dạ, bây giờ mang cái mâm xính lễ ra đây. Dạ. Đi đi làm cái chảy. Tốt cái mâm đi. Rồi, ba không chứ, ba không chứ. Thích thích gái rồi, lên, đó, vậy mới đúng vậy nha. Cô gái ấy làm gì? Cô gái ấy, em đứng nào không cho trước, em hay chân tay chống phía sau. Sau đó em đang cho thích đất. Chân sỏi về phía sau, đúng rồi, chân sỏi về phía sau, hai chân lên. Đưa tay cho em, chứ mày, vô. Một.
cái cuối là chú ơi vô một hai ôi sao đời không thương đâu.
Còn một phút nữa, còn một phút nữa, còn một phút nữa, còn một phút nữa. Cố lên, mình hãy nhanh lên, mình cố lên, còn một phút thôi. Vâng, có vẻ như tiết mục này mang đến một những vô cùng to lớn cho quý chị. Tất cả quý chị đang tác vô cùng ấn tượng và nét đẹp vô cùng kinh dị của các cặp chị nở trên sân khấu buổi tối ngày hôm nay. Dạ, đúng rồi. Ai cũng trời ơi, chị nở vừa đứng biểu diễn vừa nhảy hết hết cho quý chị. Yeah, vâng, một phút kết thúc nào. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Này thuộc đội đảo biển. Đảo biển trắng, chiếc phèo cho biển đảo biển. Bấm trận thử coi, 1, 2, 3 bấm trận. Đảo biển. Đó. Cái chữ ghê chưa? Dạ. Thưa quý chị, chúng tôi sẽ mô tả gương mặt sơ bộ của quý chị. Gương mặt này đã bị giang hồ làm thật xẻ thành bàn cờ để quýnh cờ tướng thưa quý chị. Có hai vết thẹo lớn, râu lởm chởm, không còn vừa vặn với cơ thể ấy. Với gương mặt vô cùng đặc sắc, con ve chó chà bá luôn. Rồi, anh Chí, anh Chí mặc anh xăm chữ gì vậy? Rèn tạc. Rèn tạc, chiếc mẹ này bị ho hay sao vậy? Rèn tạc hả? Dạ, ok, đã, bây giờ từ phỏng vấn thì nở nha, nở ơi. Nở ơi. Ngọt quá, nở à. Sao em xấu vậy? Dạ. Cái gì mà sao em xấu quá. Cái gì mà xấu quá. Cái gì mà xấu. Thôi đừng lại là anh. Rồi, đây là đội nào đây ạ? Rồi, đội nào đây ạ? Đội gì ạ? Trời đất ơi, chứ mẹ tôi nở, quên tên đội luôn quý chị. Đáng trách, đáng trách. Dạ. Sống thần. Rồi, sống thần. Em nở này làm cho ban tổ chức ấn tượng quá. Nhưng em cũng ấn tượng. Thì nở mà có râu kìa. Dạ. Bên đây. Dạ. Hôm qua mới bị đánh ghen, đánh phù mỏ phải không? Sao mỏ đỏ thế? Còn nhanh nhanh nhanh. Dạ. Không hiểu. Còn nhanh 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 nhanh. Rồi hiểu chưa? Hiểu chưa? Dịch. Phiên dịch. Phiên dịch thì nở. Hồi nay nên đi lâu thế. Trời ơi, dạ. Thì nở em nhớ người Việt Nam phải. Mới ăn tô cháo hành phải không? Dạ, xin mời anh Phèo. Dạ, chai gì đây anh? Chai gì đây anh? Dạ, rượu. Rượu à? Dơ lên coi. Nó. Gì vậy? Rượu chứ không phải sữa đâu. Rượu à? Mạnh chưa? Anh chị thấy mạnh mẽ chưa hả? Quá dữ. Đội nào đây ạ? Đội nào đây? Cá mập. Cá mập. Tôi đeo tay đội cá mập. Rồi, cảm ơn đội. Rồi. Sau đây chúng tôi xin đánh giá đây là anh Phèo dễ thương nhất trong tối ngày hôm nay. Anh Phèo có gương mặt bay quá. Nhìn nhau cô ấy. Cứng lên em ơi. Ủa cứ lên anh ơi. Xỉn quá. Xỉn quá. Xỉn quá rồi. Dạ sáng giờ uống mấy lít rồi anh? Sáng giờ uống rượu chưa? Dạ. Mặt anh hoàng hoại vậy. Cái anh thuộc băng 500 phải không? Dạ gây quá. Dạ bắt đầu chết thì nằm trong rồi. Đây là em nở mà tường vô cùng ấn tượng cho quý chị. Em nở này có nét like người Nhật Bản. Có hai cái má hồng vô cùng dễ thương và mái tóc đỏ mới nhuộm bên Tokyo về. Nét nhăn đã bắt đầu lây lan trên gương mặt của cô. Dạ em kính chào mọi người ạ. Tiếp hỏi đi em. Tự bạch đi. Em đi nói cái gì bây giờ? Thôi được rồi. Okay. Chúng tôi xin mời em nở tiếp theo không ạ? Em nở này có nét đẹp vô cùng bậm trợn thưa quý chị. Có cấp street tie. Đây, vô, phỏng vấn. Dạ, tại sao chiếc phèo lại uống bia Sài Gòn nhỉ? Nói đi. Ta uống rượu đế, bây giờ ngộ độc quá cho nên là ngộ chuyển uống bia Sài Gòn. Vậy hả? Có phải Sài Gòn là một khách hàng lớn của chúng ta hay không? Nói đi. Sao nữa? Anh hỏi đi. Dạ em hỏi. Anh hỏi em là bia Sài Gòn có phải là một khách hàng lớn của chúng ta hay không? Dạ lớn. Dạ lớn. Lớn sao yếu vậy? Ok, cảm ơn nở. Rồi ok, tới cặp cuối cùng. Trời ơi, mắc cỡ, dám nói. Nở nói, nở biết trong bụng của nở có giọt máu của anh rồi. Em không ngờ tô cháo hành lại mạnh hơn cả Viagra. Em có bầu rồi. Dạ. Trong tác phẩm nó viết thì nở không có bị không nói được. Rồi, ok, nói đi em. Giới thiệu tự bạch đi, sao? Con dê chó nó có từ hồi nào? Trả lời mọi người biết đi nào.
sao chưa tới phèo? Phèo, tại sao gương mặt của chị lại trắng vậy? Thẹo đâu hết rồi? Sao không có cái thẹo rồi hết chị? Chiếc phèo người ta thẹo này, mặt chiếc phèo này không có cái thẹo nào hết. Chiếc phèo này chưa bước vô giai đoạn uống rượu phải không? Sáng giờ có gặp bác Kiến hay không? Nói đi. Nói, phèo cai rượu rồi. Phèo cai rượu rồi, dạ rồi, xong trật lất tác phẩm. Phèo mà cai rượu là hết chuyện để kể cho quý chị. Và sau đây chúng tôi xin mời 6 cặp chúng ta sẽ đấu với nhau qua một... Đâu rồi? Trời ơi, cho chiếc phèo tóc đỏ, thì nở tóc đỏ kìa. Nhảy vô cùng gợi cảm, tóc quấy luôn. Bàn chân vẫn còn khá nhiều lông lá. Đúng rồi, quá mạnh. Anh chị nhìn nha, đội nào xung nhất là chiếc mèo tỷ nở nào mạnh mẽ nhất là quá đẹp. Bây giờ xin mời chiếc mèo tỷ nở chúng ta hãy cùng một vòng dạo cho khán giả xem mặt à. Đi một vòng lên chạy, đi một vòng, vòng xuống dưới, vòng lên cao à. Đó. Vô, đi một vòng nha. Vừa nhảy cho đi một vòng nha, biểu diễn nha. Để ba giám khảo. Trời ơi, nở nóng quá, nở cởi áo luôn rồi hả? Ơi, chúng tôi xin cảm ơn ban nhạc 36 đôi năm rất nhiều rồi. Cặp nào đứng theo cặp đó. Rồi, số lượng khá đông, chiếm khoảng 50% sân khấu. Rất mạnh thưa quý anh chị. Rồi. Đều là như thế này, nếu mà hụt rồi thì chúng ta sẽ chọn được không ạ? Sao anh chung chiếm thế? Anh hãy dương mạnh lên. Chính là đóng bánh kẹo đâu, không có cho em mang nha. Ba phần vẫn được. Lấy nhiều. Lấy nhiều hơn.
chơi, xin cảm ơn tất cả các đội chơi. Một chương trình lưu đêm rất ý nghĩa từ năm 2017 cho tôi coi quý nhảy rất nhiều. Đội nào cũng mạnh hết. Nhiều lễ hội sao mà lại nằm nhầm mẹ đi đây vậy? Sát vô đâu à? Người này đến sát vô người kia, dạ còn sát vô cần vô à? Xong chưa? Xong chưa? Rồi, hãy đặt tay lên vai người kế bên. Xong chưa? Người ta nha, người kế bên nha. Dạ. Nhìn mặt nhau đi, hãy cười to lên đi. À, hãy cười to lên đi là ha ha ha. Anh chị sẵn sàng chưa? Rồi, chuẩn bị, hai ba anh chị chúng ta. Một, hai, ba. Mình cầm tay đưa lên, xem ai có giận hơn gì. Cầm tay đưa lên, xem ai có giận hơn chi. Mình là anh em, cầm cái tay nhau đi, hãy cười to lên đi. Mình sờ cái lưng nhau đi, xem ai có giận hơn gì. Sờ cái lưng nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hơn. Sờ cái lưng nhau đi, hãy cười to lên đi. Giái tay nhau đi, xem ai có giận hơn gì. Sờ rẽ tay nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hơn. Sờ rẽ tay nhau đi, hãy cười to lên đi. Tất cả mấy chị đến tắt ơi. Tất cả mấy chị có tướng nhau à? Có đoàn có không à? Có đoàn mấy chị ơi, mình cùng đứng lên đi. Mình sờ cái bụng nhau đi, xem ai có giận hơn gì. Sờ cái bụng nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Rồi, nhiều quá chúng ta có thể đứng 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 ở dưới à. Xong chưa? Lên xong hết chưa? Rồi hãy cho tôi hình hàng bên dưới đây, hình hàng bên dưới à. Đứng qua hình bên dưới à. Rồi tất cả quý chị đã tới rồi. Tất cả quý chị đã tới à. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? 2, 3. Mình khoát chai nhau đi, xem ai có sợ còn gì. Khoát chai nhau đi, xem ai có sợ còn chứ. Mình ngồi xuống luôn đi, xem ai có giận hơn gì. Ngồi bẹp xuống luôn, xem ai có giận hơn chi. Mình 1, 2, 3. Mình ôm nhau luôn đi, xem ai có giận hơn gì. Ôm nhau lên đi, xem ai có giận hơn. Ôm nhau lên đi, hãy cười to lên đi. Rồi, xin thưa nói. Rồi, lên tất cả mọi người lần nha, lên ba. Luôn chuẩn bị tập thể thật đẹp và thật đầy đủ được không ạ? Chúng tôi xin cảm ơn quý chị đã cùng tham dự chuyến đi đến Phú Quốc năm 2017. Tôi tin chắc rằng đây là một kỷ niệm rất to lớn, rất đáng nhớ đến tất cả thành viên trong đoàn công tác chúng ta. Và chúng tôi là những người làm dịch vụ xin cam kết những chương trình tốt nhất sắp tới. Xin cảm ơn quý chị rất nhiều. Con hỏi chúng ta cùng làm chuyện này. Yeah. Đúng rồi. Hey. Nhạc lạnh lên thôi được chưa ơi? Hey. Yeah. Và sau đây là một tiết mục nhảy tập thể nào. Tập hết rồi, đừng nhảy gì cũng được. Dạ được chưa ạ? Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Thông báo chương trình ngày mai, sáng mai đúng 7:30 sẽ có chương trình. Hiện tại và trong tương lai, sau nữa, chúng ta sẽ được thành công.